8 giờ mới về Nam Định. Sơn nó đi từ Hà Nội lúc 6 giờ tối. Bây giờ là... ui, chưa đến 6 giờ. Nó ren. Chưa? Rồi ạ. Nhanh nhé. Mua ăn luôn được mà. Mua ăn không? Có, tí nữa mua ăn. Tí nữa về khách sạn ạ. Bởi vì là... đây hồi nhỏ ra đây bên này nó có một cái cầu trượt bây giờ nó đập mất rồi đấy, cứ ra đi chơi cầu trượt hồi bé. Chỗ này họ bán hoa mà bây giờ ở lại trông rất đẹp chứ ngày xưa nó còn đẹp nữa. Họ bán hoa tươi. Còn đây là một cái hàng phở khi bố kể với bông rồi đúng không? Bây giờ nó xây lại cái này, cái hàng phở mậu dịch. Mà đã có một ông bị mất cái yên xe. Mà ông ấy vào thì ông... ông ấy vào nhá. Ông ăn phở thế mà có một ông công an lúc nào cũng đứng ở cái ngã tư đấy để chỉ đường. Ngày xưa nó chưa có đèn xanh đèn đỏ đâu. Thế mà cái thằng ăn trộm nhá, nó vào, nó ra nó lấy cái vít, nó mở cái yên xe, nó cho vào trong một cái túi của nó. Nó bảo thôi, để cất cái yên xe đi để cho nó yên tâm vào ăn phở. Thế ông công an cũng cười chẳng nói gì cả. Thế ông ăn phở xong ra thì mất cái yên xe. Mà buồn cười không chịu được. Cái xe phải ngoài. Ông ấy đi lại biết đâu cái đường này, cái bà đấy bà vẫn còn mở cửa đấy. Mua luôn kẹo. Bà Hoa, nhà bà Hoa không đấy đi thì... bây giờ đi qua lại xem biết đâu mình nhớ không tốt đấy. Cửa có thì mua luôn. Vì sao họ lại đóng cửa sớm thế nhỉ? Lâu ngày bà lại chuyển cửa hàng đi thì buồn cười. Có ở bên tay phải nhé, nhìn phải lên trên nữa. Đây sao lại thay đổi à? Đúng cửa như này.
ngày xưa là có cái biển Kim Thành Ngõ không? Bây giờ không thấy nữa. Nếu không còn biển thì khả năng người ta chuyển đi rồi. Cái này cái hàng này thôi là phải về hỏi cô ấy là cô Thái. Cô Thái cô Nguyên biết đâu là họ chuyển đến hàng nhà khác. Chuyển chiều ngừng hoạt động. Kẹo nó gọi là kẹo xìu châu. Đúng rồi. Rồi đúng rồi của nhà hàng đó. Cái đường này mình đi thẳng về khách sạn luôn. Cái bà vào bán nem tai bà Hồng ở trên phố nhà mình ấy, ở Hà Nội ấy, là bà ở phố Hàng Đồng rồi này. Trước bà có cửa hàng ở đây. Bà lên trên này. Bà là gốc một người ở đây không? Ừ, bà ở đây. Bên đây này, cái phía phố Hàng Đồng này. Đây đúng rồi. Sorry Bông. Đây quên đây đúng rồi. Mình nhớ nhầm lâu ngày. Đây Kim Thành Hoa đây rồi. Bây giờ đây các con vào mua đi. Quên. Nãy mình rẽ sớm quá.